người xuất sắc nhưng cũng gần giống giống cái gì nha. Chúng ta cùng chờ đón chương mặt trời đầu tiên của gì đấu cái gì đó là ai giới thiệu gì các thế lực tổng đạt trong gia chương mặt trời của gì nha. Bây giờ chúng ta cùng chờ đón người đẹp là Kim Quyền đấu gì hiện đại bảy như nhìn đời của gì một hai ba không bao thì chị ơi không bao thì đây chúng ta cùng chờ đón tám cái từ lê cầu như gì chương đấu gì cũng có người ra một gia. Rồi bây giờ chúng ta cùng chào đón đạo sĩ vui và la thăng thú vị. Bây giờ chúng ta cùng chào đón chị em mỹ yêu nhìn đời đẹp mong nhà thú vị. Rồi bây giờ chúng ta cùng chào đón chị đẹp bé ba. Ta cùng chào đón em chưa bắt giới mà đang cúi đầu thì bé ba làm trái cái gì nha. Dạ, chị đẹp bé ba ngồi dễ thương. Chúa thì chờ cho, còn Chúa thì dọn chơi.
con vô tổ hợp. Nếu thấy vui hãy vỗ tay, còn không vui cũng vỗ tay. Em chơi lô tô không nên hút thuốc, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Không ghét chưa mình ghét phía trước nha. Quý vị khán giả nhớ tự bảo quản tư trang tiền bạc khi có xuống. Tôi sư tô thơ gây rối mất trực tự, ủng hộ các tiểu thương và cấp mua đồ ăn thức uống tại khu vực sân khấu. Right now in the same row, please raise your hand and run up to the stage. I will give you your prize. Kính quý vị, vừa rồi là lượt chơi cũng giống như những thông điệp mà Sài Gòn Tân Thời rất là mong muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả thân yêu khi đến với đoàn, để chúng ta sẽ có những đêm vui thật là trọn vẹn. Và bây giờ cho em hỏi ai chưa có vé cho tay em ạ? Rồi thiếu vé rồi, hết vé luôn. Dạ, cho xin thêm vé đây nè. Dạ, ở dưới có quà anh chị mình chưa có vé nữa, chứ lại cho xin một vé tặng cho cái em gái mẹ hỗ trợ vừa rồi đó, đến từ Hà Nội, từ Hà Nội vô đây mà. Cho nên vé đầu xin được tặng cho em nha. Rồi, xin mời. Dạ. Rồi ai chạy vé lên trên luôn đi, Bảo ơi lên trên luôn, anh túi trên với em trai kìa. Rồi chỗ người đẹp cầu cầu đó. Rồi thế đó quý vị, thì bây giờ quý vị đã quay trong tay hướng mắt về sân khấu bắt đầu vô số vô. Trời Phật ơi, con người hai, con người hai, con người hai, con người hai.
chị nói thiệt không? Nghĩ đi thôi. Dạ nghĩ không? Vô lấy cái ba liên đồng hỏi nhà Chung gì vậy? Thôi nè, hát cho nó đúng cái chủ đề. Chủ đề không? Ừ. Vô nha. 2, 3